quý vị khán giả đang đến với chương trình tạp chí 360. Một tuần nữa đã trôi qua, những người thực hiện chương trình rất vui mừng được gặp lại quý khán giả thân thương của tạp chí 360 vào 17 giờ chiều thứ bảy trên sóng HTV9. Và chúng tôi hy vọng là 30 phút của tạp chí 360 tuần này sẽ đem lại những trải nghiệm thú vị và giải trí nhẹ nhàng cho kỳ nghỉ cuối tuần cho quý vị khán giả. Như thường lệ của chương trình, chúng ta hãy cùng đến với những chuyển động văn hóa tuần qua. Sau nhiều tháng phát động, cuộc thi ảnh quốc tế gia đình lần thứ tư do câu lạc bộ nhiếp ảnh gia đình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các hội đoàn nhiếp ảnh uy tín trên thế giới đã vừa có buổi chấm ảnh trực tuyến đầu tiên. Với cách chấm này, những người quan tâm có thể theo dõi sát sao các tác phẩm tham dự cũng như thể hiện tính công khai và sự mới mẻ của cuộc thi. Được biết, cuộc thi năm nay đã nhận được gần 10.000 tác phẩm của 804 tác giả tham dự đến từ 54 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ban giám khảo chấm ảnh năm nay, ngoài những tên tuổi quen thuộc của làng nhiếp ảnh trong nước hiện nay như Lê Hồng Linh, Hoàng Thạch Vân, còn có đại diện các nghệ sĩ nhiếp ảnh thuộc Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh Quốc tế, Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ và Hội Hình ảnh Không biên giới. Kết quả và buổi triển lãm ảnh thắng giải cuộc thi sẽ diễn ra vào giữa tháng 12 năm nay. Hơn 6.000 khán giả đã lấp kính nhà thi đấu Nguyễn Du để theo dõi đêm live show đặc biệt của ca sĩ Đan Trường về hành trình gần 20 năm ca hát của anh. Dù vẫn thực hiện đều đặn các đêm nhạc riêng, nhưng với live show lần này, Đan Trường đã nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của người hâm mộ, đặc biệt là qua lần lượt các liên khúc nổi tiếng của anh trong những năm cuối thập niên 90 như Đêm Cô Đơn, Trở Lại Phố Cũ hay Email Tình Yêu. Điểm nhấn của chương trình vẫn là những màn trình diễn giữa Đan Trường và khách mời, trong đó sự xuất hiện của hai nhạc sĩ là Hoài An và Lê Quang. Hai nhạc sĩ đã góp phần làm nên sự thành công của ca sĩ Đan Trường với các ca khúc nổi bật như Đi Về Nơi Xa, Tình Khúc Vàng đã đem lại nhiều cảm xúc cho người xem. Sau hai chương trình nhạc hội Hát Trên Quê Hương được dàn dựng khá quy mô, ca sĩ Quang Lê cùng ekip thực hiện vừa qua đã có buổi giới thiệu chương trình tiếp theo sẽ diễn ra vào giữa tháng 11 tới đây tại nhà hát Hòa Bình. Hát Trên Quê Hương lần 3 không chỉ có những tiết mục biểu diễn của dàn nghệ sĩ thân thuộc với dòng nhạc quê hương trữ tình mà còn có sự tham gia của các ca sĩ nhí như Phương Mỹ Chi, Huyền Trân, Thu Hiền. Đây có thể nói là một sự kết hợp thú vị giữa các thế hệ nghệ sĩ cũng như mang đến một điểm nhấn mới mẻ trong đời sống âm nhạc trữ tình hiện nay. Đêm nhạc hội bao gồm nhiều tiết mục đa dạng sẽ được ghi hình trực tiếp và phát hành dưới dạng DVD. Với thể loại tâm lý tình cảm, vở Người Tình Trong Đêm trong buổi công diễn vừa qua đã mang đến nhiều cảm xúc mới lạ cho khán giả theo dõi. Nội dung vở diễn xoay quanh một bác sĩ đa tình vì những bí mật tình cảm đang che giấu mà phải trả giá ngay trong ngày cưới của mình. Cùng với đó là hàng loạt những bí ẩn khó hiểu cùng đua nhau xen vào đời sống riêng của anh. Dù mang xu hướng bi kịch nhưng vở diễn vẫn có những màu sắc tươi tắn bởi dàn diễn viên trẻ vốn là những ca sĩ người mẫu lần đầu chạm ngõ với sân khấu. Công việc của em rất là nhiều. Nhà Trúc rất là thích vai diễn này, thì vai diễn này nó có xuyên suốt vở kịch thì nó có nhiều trường đoạn cảm xúc khác nhau. Chị cũng hy vọng là qua nhân vật Ivy thì mọi người cũng có một cái nhìn khác về tình yêu, là trong tình yêu thì có những cái mình đừng có nên nghĩ cho bản thân mình nhiều quá mà mình nên nghĩ cho người yêu của mình. Bên cạnh nội dung thì cách dàn dựng kết hợp với âm nhạc một cách nhịp nhàng trong từng cảnh diễn cũng giúp khơi gợi nhiều cảm xúc đẹp cho khán giả. Sau chuyến lưu diễn xuyên Việt miễn phí dành cho sinh viên, vừa qua ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã có buổi công bố tổ chức đêm nhạc riêng để kỷ niệm chặng đường 10 năm ca hát của mình với tên gọi Hồ Ngọc Hà Live Concert 2014. Chương trình hứa hẹn sẽ đầy biến hóa về mặt hình ảnh, vốn là sức hút giải trí đặc trưng ở ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ngoài ra, nội dung âm nhạc cũng sẽ được chú trọng khi đêm nhạc tập hợp được đội ngũ thực hiện là các nhạc sĩ tên tuổi như Phương Uyên, Nguyễn Hải Phong, Hoài Sa. Chương trình sẽ gồm 3 phần với những ca khúc gắn liền với tên tuổi Hồ Ngọc Hà trong 10 năm qua. Dự kiến Hồ Ngọc Hà Live Concert 2014 sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 11 tại Game Center quận Nhất.
Mở màn mùa phim rạp tháng 11, biệt đội Big Hero 6 đang được chờ đợi là một siêu phẩm mang nhiều tính đột phá, vì đây là lần đầu tiên nghệ thuật làm phim của Disney sẽ kết hợp với phong cách truyện tranh của Marvel để cho ra đời một thế hệ nhân vật mới được pha trộn tính cách của hai nền văn hóa Mỹ và Nhật Bản. Bối cảnh của bộ phim thành phố giả tưởng San Francisco, một cách chơi chữ ghép giữa hai tên thành phố là San Francisco của Mỹ và Tokyo của Nhật Bản. Ở đó, nhân vật chính là chú bé Hiro Hamada, một thiên tài chế tạo robot, và Baymax, một robot ngộ nghĩnh trông như hình nộm cao su được bơm căng. Đây là hai nhân vật trung tâm truyền tải tiếng cười, lòng dũng cảm, mà hơn hết là tình thân ái. Baymax với nét tạo hình nhiều ngô nghê, đáng yêu, cũng nhằm đề cao thông điệp ý nghĩa trong quan điểm về robot của người Nhật rằng chúng được tạo ra để giúp đỡ và gắn kết mọi người, đặc biệt là trong những nhiệm vụ bảo vệ vì chính nghĩa. Phim sẽ được công chiếu vào giữa tháng 11 tại thị trường Việt Nam. It's just an expression. What do you say, buddy? Get you back in your luggage.